lên đây xem như cái ao này, như là cái ao. Ủa thịt này đau lỗ như cái ao bắn đứt hết này. Lên đây xem cái ao to lắm. Hiện tại trước mắt các bạn, đây chính là hiện trường của vụ nổ hôm qua. Hiện tại đạn có thể nói là có khắp nơi ở tại đây. Lý do hiện tại là vẫn chưa kết luận, nhưng hiện tại ở khắp nơi thì thấy rất nhiều đầu đạn. Cây số. Phía xa là các chú bộ đội hiện đang nhặt những mảnh đạn. Đây, tất cả nhà đều bị phá hủy. Trong bán kính bao nhiêu km? Độ cây số. Có cây số. Một cây số. Vỡ kính này, những nhà mảnh kính to thì to mà nó dừng hết, vỡ nhỏ này. Cây xung quanh nó phải đi đến 3 cây số xã mình. Xa đến tận chỗ Sơn Bóng Đá, huyện xá. May đấy, nó mà vào cái tầm 7 giờ thì hôm nay chết chắn rồi. Lúc bảy, lúc đấy giờ là hơn 4 giờ một tí là người ta vẫn ngủ. 4:30 à? Ừ, người ta vẫn ngủ vào cái chân. Người ta chưa lặn tặng ra đường nghèo, người ta vẫn chưa lặn tặng. Em ở đây không? Em ở đây. Nổ xuống này. Cây như một cái ao, lấy cái ao như cái ao, như cái ao, như cái ao, như cái ao. Quay đi. Quay đi. Quay đi. Quay đi. Quay đi. Quay đây là một con nhà đứng xuống có điện thoại mình nhặt tầm bây giờ người ta phải tăng. Đây cái nhà sát với hiện trường thì đã bị phá hủy nhưng hoàn hoàn toàn vỡ một kính, nhà thì tan hoang không còn gì, không còn cái gì nữa, khắp nơi đều là mảnh vỡ. Vâng, cũng như là đạn bom nổ. Đây khủng khiếp hơn cái vụ ở nhiều, khủng khiếp hơn cái vụ ở Hà Nội nhiều. Đây ngôi nhà đây, các bạn có thể thấy được rõ, tan hoang hoàn toàn tan hoang. Hà Nội chưa làm thua gì, Hà Nội chỉ có hai nhà sát vách, hai ba nhà sát vách. Rất nhiều người dân đang rất tò mò. Bay cả sang qua luôn. Con chó kia đây mổ. Chó trong chú kia bị hết rồi.
Ồ, bắn bên đấy mạnh chứ bên này không bị này. Máy tôn bên này không được gì. Bây giờ cháu nhờ thịt một tí được. Làm việc. Đây sang bên kia, bên này lại không việc gì này. Một cái nhà này cũng bị đây. Nó bay cao không? Nó thấp. Úi trời, nằm nghe nó xéo. Cửa vườn gần bùng. Mình được quái hôm nay cái gì nó xéo ghê vậy. Chờ mới đi. Này chắc đi mẹ. Đi tản hay là đi. Này thôi đi về. Đây đang gần hiện trường nhất có thể. Quang cảnh gần hiện trường nhất có thể. Các bạn có thể nhìn thấy rõ được hiện trường của vụ nổ rất là kinh khủng. Một cái hố sâu được hình thành sau vụ nổ. Hiện tại cơ quan chức năng đang có mặt rất đông. Sự hiếu kỳ của người dân cũng không kém, rất nhiều người dân đã có mặt để xem. Nhà bác có gần đây không? Yên Phong Bắc Ninh. Hiện tại thì chúng tôi cũng chưa nắm rõ về sự thiệt hại của người, nhưng rất nhiều người bị thương. Tình hình hiện tại là hiện trường đang được phong tỏa. Về số lượng người và bị thương và thiệt hại hiện tại chưa được ước tính rõ ràng. Theo như người dân cho biết thì khoảng cách vụ nổ tầm 4 km trong khu vực đều bị ảnh hưởng. Rất nhiều nhà bị phá hủy và nhiều xe cộ là bị vỡ kính. Rất nhiều. Chùa, nhà thờ, ở Bắc Ninh. Vô lý, mưa chả mưa, tiếng nó sét đánh mà nó kinh khủng. Chú có nghe thấy không? Đêm ngủ có giật mình, tầm hơn 4 giờ dậy hết mà. Cách đây tầm độ 5 cây vẫn nghe rõ chú. Nghe rõ hết mà. Dậy hết luôn ý, cả một cái khu. Nhà chú có gần đây không? Cách đây là 4 cây. Thế nhà chú có bị ảnh hưởng gì không? Không, ở đấy thì nó gọi là nó chấn động nó mạnh thôi. Đúng rồi, chứ không cả nuôi cháu không được. Chấn động cháu, mạnh. Cháu đi xuống nhà bác cháu cái. Nghe người ta đóng cửa. Đó là cái quả bom này là chú cho hỏi mấy câu là kinh đấy. Cho hỏi mấy câu về cái chấn động như nào nhé. Cảm giác nó giật mình, đang ngủ rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xuống bên dưới. Các bạn có thể thấy được sự tan hoang của ngôi nhà này. Đã bị phá hủy hoàn toàn. Vương vãi đấy là những mảnh kính khắp nơi. Khóa ơi! Khóa ơi! Đây là tầng 2. Xem như là hỏng hết. Coi như là thiệt hại. Vỡ hoàn toàn. Các bạn có thể thấy phía dưới là người ta đang nhặt đầu đạn. Bây giờ mình sẽ xuống dưới để các bạn thấy rõ.
Ngôi nhà này là sát với nơi vụ nổ nên ảnh hưởng nó rất lớn. Đây các bạn có thể thấy rõ nhá. Kính khắp nơi. Ở đây các bạn có thể thấy đây là đạn. Đây đầu đồng này. Đây. Đây đầu đồng này. Đây là đầu đồng của đạn, rất nhiều. Khắp nơi đều có. Khắp nơi đều có. Như có vị đồng đồ này mới loại đầu. Đây là đạn các bạn nhá. Cái này là lực khí rồi phá. Đạn này là chính là do vụ nổ ra. Đây đồng đồng này chì này, đây là chì. Cái này là đồng nhá. Bao nhiêu? Đây là chì. Mấy tạ? Bằng đồng. Đây là bằng đồng. Đây là đầu đạn các bạn nhá, đầu đạn. Đây á? Đây là đồng đấy. Đồng, đấy. Đây là chì. Đây là đầu đạn. Đấy. Bao loại đồng là bao loại. Đây. Nó nó hơi hơi xì này, trong quả bom này nó có đầu đạn. Đây này, chắc cái quả bom này to. Xảy ra vụ nổ là chính là Yên Phong Bắc Ninh các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Đây. Người dân đang nhặt những đầu đạn khắp nơi. Đây các bạn. Nhà cách xa khoảng tầm 500m bị pháo vẫn hoàn toàn có kính. Phía dưới các bạn có thể nhìn thấy. Đây là kính sợ nhá. Khắp nơi. Rất nhiều người dân có mặt tại khu vực vụ nổ. Mình sẽ tiếp cận hơn với người dân để xem người dân kể về vụ việc hôm qua như thế nào. Đợi. Nhà nó mới anh em ruột thì thôi anh cứ vào ấy nhá, em cứ ấy xong rồi xong nhá. Đi vào thẳng hiện trường trong giải được cái gì. Đây là khu vực đã bị cơ quan chức năng phong tỏa hoàn toàn. Thông tin là nghe đây mọi người nói hết rồi. Sẽ cố gắng tìm người để hiểu rõ về sự việc hơn, nhưng hiện tại mọi người rất hạn chế, không chia sẻ gì.
nhà con gái. Đấy, nhà 65 thì chữa. Nhà 65 thì chữa đấy. Hiếm hoi. Nhà là chết là 65 mới có. Ừ. Chết đứa con này. Thế là một nhà chết hai đứa. Đâu, chết hai nhà sao? À, hai nhà. Còn mười mấy người đi tự vệ cả bản nhân, bao nhiêu người phải đi vệ còn có cả mới đồng bạch làm như thế mà chuyên lên được cho cơ quan không đâu đây bạn đây bạn rơi đầu liệu có sống được không đấy rơi đây rơi người bỏ nó đi rồi nó ra đường chết toi có anh đi mút được chú. Nhà chú có gần đây không chú? Nhà gần đây. Chú là nghe rõ luôn vụ nổ ấy như nào? Thì đầu tiên ở đây chú có thể kể lại dùng cháu một tí được. Kể thôi, bữa nay phóng viên thôi, nó quay rồi. Thôi, nhiều rồi thôi, nói thì nói bữa đây vừa nãy kể rồi. Không nói. Tại vì ấy, tại vì sự việc ở đây các chắc là cán bộ biết hết từ sáng giờ rồi. Phóng viên nhà báo nó quay, nó phỏng vấn rồi. Vì bây giờ cháu mới hỏi, cháu không nhà báo mà. Cháu chỉ hỏi rõ một tí thôi, một tí thôi. Mình trả lời, mình nói mất cái gì đâu. Mình, vâng. Đúng thì thôi. Sự việc nó xảy ra như thế nào chứ? À, sự việc thì vừa nãy anh cũng nói ở bên kia, người ta cũng phỏng vấn, người ta cũng quay rồi. Anh có thể nói lại giùm em được. Thôi, nói em xin một lời thôi vì bên em báo mà. Em xin vì bên em chưa có. Thôi, nhưng mà đây chỉ có cập nhật thôi. À, lỗ thì lúc đấy là rơi vào tầm 4 giờ 20 buổi sáng sớm, là mọi người cũng một số người ta dậy đi thể dục hoặc là đi chợ, nhưng mà lúc ấy còn thưa thớt người thì cũng may không việc gì, nhưng mà cái đạn nó bay ra tua tủa rào mà coi nó long trời lổ đất nên chưa bao giờ được nghe tiếng lổ nó khủng khiếp như thế. Thì tôi chạy ra cửa, tôi bật cửa quấn lên thì là mọi nhà bên cạnh, là những cái nhà mới xây đá ốp là long rơi xuống lả tả, là thậm chí mái tôn thủng bay đạn vào kính ô tô nhà bên cạnh nhà tôi là vỡ. Anh xưởng của tôi là anh em thợ nó nằm trong xưởng là chạy xuống kêu là sập xưởng rồi, không biết là động đất hay làm gì. Nên lúc chạy vào trong này thì thấy bà con cứ ôm nhau ra cấp cứu, là người ra người vào đông chặt cứng ngõ nhá nhem. Lúc ấy chưa sáng thì là chỉ thấy là mới xuất đi cấp cứu, nhưng đến giờ thực tế ra thì là hai cháu bé, một cháu 2 tuổi, cháu 3 tuổi là kè cạnh liền là hàng xóm đấy là đã thiệt mạng, đã mới mất thì vừa đưa về nhà. Thế còn bây giờ tôi vào tận nơi thì 5-6 nhà san phẳng, là coi như là thành một cái hố, như là một cái ao hồ rộng khoảng độ 5-6-7 mét, dài khoảng 15-20 mét và sâu 4-5 mét. Công an nào thì các sở ban ngành nào thì giám đốc công an về nào thì các quân đội, bên chỉ huy quân đội nào thì bên công binh về mang cả máy dò mìn đang làm nhiệm vụ trong đấy, là dò mìn và cho nhặt đạn khắp cả làng. Chính nhà trong nhà tôi cách chỗ lổ là tầm khoảng độ 800 mét, nhưng mà nhà mái ngói cũng nát bét hết, toàn bộ nhà mái ngói nát bét và cả cái củ đồng nó rơi vào sân. Bây giờ là coi như là đang cho thu dọn để khắc phục cái chỗ xóm làng, chỗ khu đấy. Lúc đấy là tôi cũng bật camera nhà bên cạnh ra là để nó phát lại, thì nó lổ tung tóe ra, lổ như là đêm 30 Tết giao thừa ấy. Nào thì cửa, nào thì kính, nào thì các thứ rơi lả tả. Hiện bây giờ mấy cái nhà trong đấy là két kiếc, là thì bàn ghế gỗ chắc là bay mất tích, bây giờ chả thấy đâu. Bộ bàn ghế trị giá 100-200 triệu cũng bay mất tích. Mấy trăm triệu? Không thấy đâu. Cái nhà mà hai cháu bé thì nằm ở chỗ nào? Liền luôn, liền đầu đốc luôn. Liền đầu đốc luôn. Liền đầu đốc nhà luôn. Quay ra cả cái tum. Tại sao mình không được vào trong kia là thế? Hiện tại là trước mắt là người ta chưa cho ấy, nó đang sợ ảnh hưởng đến bên quân sự, bên ấy, bởi vì cái này là về thuộc bên quân đội, là về phân hủy là phải được phép mang đi phân hủy một nơi, chứ không được mang thu hồi về làng về đây. Như này là sau cán bộ nó sẽ bị khiển trách kỷ luật từ cấp xã, là chắc chắn là vâng. Tại vì anh nhé. Quản lý lỏng lẻo đúng không? Vâng, các bạn có thể hiểu được hơn tình hình. Xe cấp cứu có mặt khắp nơi. Đây các bạn nhé, các bạn có thể nhìn rõ đây là khu gần nhà
xung quanh đạn khắp nơi. Đấy, đầu đạn đâu đâu cũng có. Giờ thân phải mua bạt che chứ không thì không những ngày vào trong này mà ta còn không dám vào xem, còn sợ lỗ lũ ấy, ta còn không dám vào ấy. Nhưng mà qua một cái chôn dưới đất hay là nó cũng để cái chỗ em là biết được biết là chôn hay không ai biết được thì biết đầu ấy về nó thì biết đầu. Nhà nhà cô có làm sao không? Đây nhà này đây thủng hết đây, thủng hết mái tôn này, đây đầu đạn ở trên đấy, đầu đạn nó bay vào tường này, nó bay sang mái tôn kia còn thủng hết kìa. Đây đây đầu đạn kìa, mái tôn hết, độc trẻ con thủng hết, hai đứa trẻ con thôi, coi như hỏng mái tôn này, bay xuống cái là vết thủng rồi, nó thủng mái tôn này, nhà bên cạnh. Nó bay vào tường kia, nó đập vào tôn kia, nó rơi bên kia đầy kìa. Nói chung là không chết về đạn thì cũng chết là cũng về gạch gạch ngói nó tung mấy cái nhà đấy là nó bay về nhà nhà ta trong nhà cái đầy đầu đạn. Cho trên mái tôn này còn chết phần gạch gọc nằm đấm với lại. Ta còn không dám nhặt đi. Ta còn hãy nổ không dám nhặt đi. Nguyên mà nhặt cái đấy. Đây là nhà đây à, nhà trong này. Tổn thất lớn. Khu làng này có rất nhiều trẻ em các bạn nhé. Rất may là hiện tại là số lượng thiệt hại người thì hiện tại theo thống kê là 2 người, 2 trẻ em. Còn người bị thương thì hiện tại chúng tôi chưa thống kê được. Có rất nhiều trẻ em. Khu làng này rất nhiều trẻ em các bạn nhé. Rất nguy hiểm. Theo như lời của chú vừa rồi thì bom nổ như pháo hoa luôn. Các bạn nhá, mình sẽ cho các bạn xem nhá. Đây là vết thủng của đầu đạn bắn vào nhá. Vết thủng của đầu đạn. Đây là đạn bắn vào, xuyên xuống. Rồi, đây, khắp nơi rồi. Đấy. Đầu đạn này bắn vào mái tôn xuyên thủng luôn. Đầu đạn ấy có bao nhiêu đạn tôn, cái thủng tôn luôn, tôn lắm vào. Đường cái dây đặc đầu đạn. Bao trong đạn đi qua đằng dưới ngoài dưới này này. Sân co ấy. Người đầu đạn đấy. Có đầu đầu này nó còn đấy nhá, nó còn nổ nhá. Vào trong làng cái đặc. Hiểu không? Trông như vậy chiến tranh. Hà trong kia kìa. Nó quen. Đâu mà đạn là không nào. Ui, biển này ơi. Đầu này nó ở đây là gần đấy. Ở nhà chúng tôi cách đây 500 mét. Nhà cô không có bị không ạ? Cũng bị đầu đạn bắn vào. Ở chỗ đằng khung bên kia kìa. Pháo hoa, nó nổ như pháo hoa. Cái này trong nó vẫn còn có thuốc để nó nổ, nó bắn đầu này đi. Nổ ra thành nhiều quả to, một quả nó thành 10, 10 thành 20, 20 nó nhân lên thành 100, 100 thành 1000 vạn, nó mới ra tóe ra nhiều này. Quá nhiều.
tôi sẽ liên tiếp cập nhật tình hình tại đây. Hiện tại thì cơ quan chính quyền vẫn đang phong tỏa hiện trường nên chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận vào sâu bên trong.